Anh ơi. Thì sao? Sao lên, anh gọi điện cho nhà 559 nhé. Họ lên cho chị bảo nói là không chủ động cũng được.
cho anh nhưng mà nó nhớ xe họ ra mua nhưng mà cứ từ bây giờ cũng thế là vâng em gửi rồi bây giờ người quay anh cứ tưởng rồi bây giờ vấn đề nhẹ nhàng anh chỉ là giao cái nhận tiền tôi ở đấy nhưng bây giờ họ ra mua thì anh cứ bên anh ứng hút bên em vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh Thắng nha.